mới đẹp này mà để đằng này hơi tí anh nhỉ. Ngồi được đằng kia thì nhiều người biết. Cái kia là rêu nó ra hoa hay là như nào nó đỏ đẹp lên thì rêu ra hoa. Cái sộp kia bao nhiêu tiền? Một cái sộp gần 10 triệu. Còn cây bối này của anh không? Cây bối này bao nhiêu? 700. Cái này là cái gì đấy? Roi. Roi à? Nhìn lại. Nhìn như cái sữa ấy. Nhà bên là cái gì ấy? Nhìn như cái sữa ấy. Gần rồi rồi cũng rừng Hải Châu này đáng thông tiền này nhỉ. Ngồi đằng kia thì nhiều người biết hơn. Này phải đợi, còn giá quả thì mới đi bán được. Đấy, đỏ rực. Lấy con cháu con hồng sa ba chú lấy luôn tổng trở về cho chú. Cháu con sa ba, con cháu con sa ba màu sa ba kìa. Con sa ba con đấy. Đây à, anh có đi làm không đấy? Nhỏ thôi. À rồi rồi rồi. Em đang ra rồi nhá. Đây đây Sapa đây, con Sapa con đây. Cái chậu này. Cái chậu với ông chú này. Đưa chở cho này luôn đây. Cái xe này. Có nhiều lục lắm. Đưa chở đi.
không được sợ cái này được, không sợ cái này. Một cái trong mình có dây này. Cái đấy không biết mà mua 3 tiền. Dây đâu, dây của chú đâu? Cái này mua 3 tiền này. Cái này bán nguy hiểm, không, bác cho gần đây chỗ nào ấy chứ. Lại đằng này xem chỗ nào có đây không có bán ở đâu. Mua xa không? Không cần phải đi. Đừng cần phải đây. Tặng bác gì. Tặng này kịp. Đâu bây giờ? À, cái hải dương kia. Xe kia là anh ấy. À, chỗ nào anh? Đấy, xe cái gì đấy? Núi đỏ. Đây á? Đây. Tôi buộc cái này kia như thế này, mẹ ra lại rồi cũng ngọc. Kia trời lạnh lắm, làm đi nhậu thôi. Chuyên gia buộc buộc rồi. Bên này. Buộc này đi sang Trung Quốc không tuột. Okay. Cái ba tiền đấy chị, 1 triệu. Mê hoa chơi cái khóm to này thích. Khóm to này. Thân nó mới quý nhỉ. À, cái túi đỏ đây. Nó gọi là giống hồng gì đây? Hồng đấy, hồng bạch. Xuất xứ chứ. Không biết xuất xứ. Đất này. Mày đi kiếm. Ở đây đang lấy rồi. Chứ đang lấy rồi. Chung là nếu mà hoa mà nở rộ thì kín cây đây. Hôm nay chẳng có ai được. Nguy hiểm chú ạ. Đó, sang trọng. Không ai được. Hôm nay được nguy hiểm. Nó phải có giá chứ. Không lấy trọng. 1 triệu. Cuối chợ mà thấy mấy cây đẹp quá. Xanh nam kìa. Chợ đó, tôi bên nhà. Cái chưa? Cái là hán này. Ok đây, mình bán được. Đang xem, cái đấy bao tiền? Xanh này này, tôi đang xem là bao tiền? 3 triệu 5 điện rồi. 5 điện. Đẹp lắm, cái mặt trong nghiêu này. Thích tôi quay ra rồi. Hãy nhìn là biết, phía trước có thấy à. Phía trước có thấy rồi, phía trước có thấy. Quay ra mặt này. Trong bên nào là đẹp. Bác cô chú anh chị em mà thích hoa thì các loại hoa đều có hết, từ phong lan đến các loại trên đời này, hoa gì cũng có. Ôi, bên này rêu nở hoa đấy. Cái sộp không anh? Ra thì nó mẹ nó vào.
cái sộp ấy đúng không anh? Cây của bác nào nhỉ? Cây ơi, đẹp đấy. Cây vối à? Vối. Cây vối. Kia có cây vối kìa. Ra vối đi, phía đâu? Trong cái cây vối. Nguyệt quế. Rêu bắt đầu chín. Cái gì không biết. Cây đấy rêu rất đẹp. Bước này dán cho rồi. Tại sao bước này là bao cháo mà thôi. Ghen đổ chó bác Mai. Buồn. Thank you.